Bây giờ đã là 5 giờ 17 phút. Góc Nha Trang này đẹp chưa? Bây giờ là 5 giờ 30 và mình đã leo được hơn 30 phút. Trời ơi, đẹp chưa? Ở dưới thành phố Nha Trang kìa, lấp la lấp lánh. Hàng triệu ánh đèn. Xuất sắc. Bây giờ là 5 giờ 55, nhìn về hướng đông mây che rồi, mặt trời chưa lên, mặt trời 6 giờ mới lên lận, gió thổi mát đi luôn. Hôm nay mình đã phá kỷ lục của bản thân khi sắp lên đỉnh một mà tầm 50 phút. Mấy bữa mình đi 1 tiếng rưỡi. Chắc là đi buổi tối, buổi chiều nắng quá, say nắng. Mình đã tới đỉnh một vào lúc 5 giờ 39. Sau 1 tiếng leo từ dưới lên. Trên này rất là bụi, rất là lớn luôn. Vừa mát mà vừa lạnh nữa. Yeah, chinh phục đỉnh một thành công. Giờ qua đỉnh 2 và đỉnh 3. Đằng kia đây là hướng nam nè, thành phố giờ đã tắt đèn rồi nè, mặt trời sắp lên rồi. Xa xa có tiếng đoàn tàu hỏa kìa, cây cẩm liên đang thay lá kìa, cảnh vô cùng xuất sắc luôn. Mấy bữa là leo tới đây buổi chiều sẽ thấy mặt trời lặn, hoàng hôn rất là đẹp. Chà, những dãy núi xa xa rất là đẹp luôn. Và chỗ này rất là đẹp luôn. Là mình nhớ tới Phan Xipang. Đi giữa hai bên đầy trúc, đầy tre, đầy cỏ dại. Năm đó thật là hoành tráng. Và đỉnh 1, đỉnh 2 kìa, khá cao và dốc. Rồi, mình sẽ dưỡng sức để leo lên, hẹn mấy bạn trên đỉnh 2. Hello mấy bù. Phờ rau phờ riêu quá. Nhưng mà đã phá kỷ lục của bản thân, đã lên đỉnh thứ 2 rồi. Còn một đỉnh nữa là đủ chinh phục hoàn toàn núi Cô Tiên. Trời rất là mát. Hy vọng mình lên xong mình về nó không có nắng lên. Đã lên tới đỉnh thứ 2 rồi nè mấy bộ. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Yeah. Còn qua đỉnh 3 nữa, bên kia nữa là xong. Cố lên, cố lên. Đẹp quá. Càng lên cao càng đẹp. Thành phố Nha Trang buổi sáng yên bình quá. Nghe tiếng chim hót nữa kìa. Rồi, thẳng tiến lên đỉnh 3. Yeah. Cái này cũng đẹp nữa nè. Bên này còn rừng nè. Mấy cái cây trắng trắng kia là rừng hoa cẩm liên. Rừng cẩm liên. Cây rừng thay lá. Xa xa kia là Lương Sơn. Mình cảnh rất là đẹp luôn, đi đâu cho xa ha. Wow. Thường lên đỉnh 3 khá là thuận tiện nên là mình có thể quay phim cho mấy bạn coi. Hừng đông rồi kìa mà vẫn không thấy mặt trời đâu hết, không thấy đường chân trời luôn. Đẹp quá. Núi bị cháy giờ cỏ nó mọc lại lên lại ha.
Cuối cùng mình cũng đã lên tới đỉnh Ba rồi. Đi qua bên này coi thử sao. Wow. Đây là cột cờ trên đỉnh Ba. Nhìn qua đỉnh 2 và đỉnh 1. Này là chân đúng không? Cái kia là đầu đúng không? Này chân hay là bụng hay là ngực? Này bữa bị cháy đúng không? Đẹp chưa? Thấy hết toàn bộ Nha Trang luôn nè. Ở dưới kia có hai bàn tay rất là dễ thương. Bạn lên thấy mình mệt quá nên cho mình một miếng thơm. Đây là em họ mình đó. Rồi, đã chinh phục thành công đỉnh thứ 3 với 1 giờ 39 phút. Một cây bẫy nha mấy bồ.